Xin chào độc giả của The Influencer, mình là Phan Đế Anh, hay còn được biết đến với tên gọi là Thầy Dấu Anh. Sắp tới thì mình có một chuyến đi du lịch đến Hồng Kông, thì mình đã thích Hồng Kông rất là lâu rồi. Trong ký ức của mình thì Hồng Kông gắn liền với hình ảnh của những bộ phim TVB rất là hay. Và nhắc đến Hồng Kông thì còn có những món ăn như là dim sum này, là một cái món ăn mình rất là ưa thích. Nhân dịp Hồng Kông có một chế độ e-visa rất là dễ dàng thì anh cũng muốn đi để review trải nghiệm Hồng Kông như thế nào cho các bạn cùng xem. Thì mọi người thường đến là review du lịch Đài Loan nè, review du lịch Hàn Quốc, thì có thể tóm gọn là review du lịch nước ngoài ha. Tiếp theo nữa là một người thích chia sẻ. Thứ ba đó chính là một người thích đi cắm trại. Thế anh là người thích đi cắm trại, đặc biệt là những địa điểm climbing, camping mới ở Việt Nam. Thì thế anh rất là muốn đến một lần khám phá. Và địa điểm đáng nhớ với Thế Anh thì Thế Anh nghĩ rằng đó chính là cái tập cuối cùng mà Thế Anh quay Coming Together đó, là quay với hai anh em Hàn Quốc Bros. Thì cái chuyến đi đó thì thực sự là Thế Anh và Nhân cũng biết hai bạn này khá là thân rồi, do đó thì chuyến đi này cũng rất là vui và nhiều trải nghiệm. Hai bạn cũng có nhiều điểm tương đồng với Thế Anh, đó chính là từng có những cái trải nghiệm ở Hàn Quốc, nên bốn người nói chuyện rất là vui, có nhiều trải nghiệm với nhau. Và cái địa điểm quay đó chính là The Emma Camping ở Đồng Nai, một địa điểm rất là đẹp, một địa điểm rất là đáng để đi và trải nghiệm. Trong quá trình làm talk show thì có rất nhiều khó khăn xảy ra, nhưng mà một trong những khó khăn mình nghĩ là lớn nhất đó chính là việc là mình phải sắp xếp thời gian của tất cả các thành viên hợp lý. Cho nên mình có từ thành viên quay phim, thành viên dựng phim, thành viên trợ lý, khách mời. Khách mời thì đôi khi là hai khách mời, còn Thế Anh và cũng như là Phan Nhân là những người mà host của cái show này, thì mình phải sắp xếp tất cả thời gian sao mà cho nó hợp lý nhất. Thì một cái đoàn phim thì rất là nhiều người, nhưng mà để có thể sắp xếp một cái giờ mà ai cũng rảnh thì rất là khó. Thì mình nghĩ đây là cái khó khăn lớn nhất của mình khi mà quay show này. Khi mà quay show thời gian tới thì có những cái show mà Thế Anh rất là muốn làm. Giống như ví dụ như là Thế Anh rất là muốn show cắm trại một mình. Thế Anh đến một cái nơi thiên nhiên hoang dã, Thế Anh đến một cái nơi ít người biết đến, Thế Anh cắm trại có những cái tiếng âm thanh, tiếng núi rừng, tiếng nước suối chảy róc rách. Thì những cái dàn video này chính là những cái dàn video mà Thế Anh hướng tới. Nó cảm giác như là chữa lành và mình cảm giác là hòa mình với thiên nhiên á. Những cái âm thanh thiên nhiên sẽ giúp người xem cảm thấy là gần gũi với thiên nhiên hơn và thích coi cái video của mình hơn. Chuyến đi lần này thì Thế Anh sẽ có một cái video giới thiệu về 5 món đồ mà Thế Anh thường mang khi đi du lịch. Và bây giờ thì mình cùng review xem là các món đồ mà Thế Anh thường mang đi du lịch này gì nha. Đầu tiên, các bạn thấy trong tay của mình đây là một cái túi đồ rất là dễ thương, đây là túi đồ đựng mỹ phẩm của mình. Thế Anh nghĩ là đi đâu á thì cũng phải có một cái túi đồ mỹ phẩm mang theo ha. Mặc dù là mình là con trai nhưng mà cần phải cẩn thận, tại vì khi mà mình, đặc biệt là Thế Anh bây giờ là ba mấy tuổi rồi, mình mà không chăm sóc sức khỏe ở da thì cái da mình sẽ trở nên rất là xấu, mình lên hình cũng không được đẹp nữa. Đây là một cái túi đựng rất là nhiều đồ. Đây là một cái túi Thế Anh nghĩ là khá là nhỏ nhưng mà đựng rất là nhiều đồ. Đầu tiên mà Thế Anh nghĩ quan trọng nhất đó chính là một cái lotion, dùng ẩm da, cấp nước cho da khi mà mình đi du lịch. Thế Anh còn có những cái dụng cụ như là một cái những cái chai mỹ phẩm mà chống lão hóa da nè, chỉ sử dụng vào ban đêm mà thôi. Một cái chai nước hoa mini. Cái chai nước hoa này thì anh nghĩ là quan trọng, tại vì mình đi ra ngoài á, đôi khi thì có thể là mình đi trời nắng, mồ hôi nó toát ra thì có thể là gây mùi khó chịu, mình có thể xịt nhẹ. Cái chai nước hoa mini này là rất là dễ cầm tay khi đi du lịch nè, có thể xắt tay và mình giữ được cái cơ thể mình luôn luôn trong trạng thái tốt. Chị nha khoa. Và thì anh còn có một cái dụng cụ nữa là cái dụng cụ bàn chai đánh răng thân thiện với môi trường. Mình đi du lịch mình có thể tránh sử dụng những cái dụng cụ khách sạn thì có thể là góp phần bảo vệ môi trường các bạn. Và thì anh nghĩ là trong những cái đám mỹ phẩm còn rất nhiều ở đây, thì anh nghĩ là quan trọng nhất là kem chống nắng. Đặc biệt là các bạn làm việc du lịch như thế anh á, thì kem chống nắng là cái việc mà chống cái da mình bị ảnh hưởng của tia nắng mặt trời. Nên thì anh nghĩ là kem chống nắng là không thể thiếu trong bộ mỹ phẩm của các bạn nha. Tiếp theo mà thì anh nghĩ là một bộ đồ nghề mà của những người mà làm du lịch không thể thiếu, đó chính là những cái dụng cụ làm du lịch nè. Ví dụ như là một cái anh thường mang trong mình á là cái gimbal. Thế anh có thể tự đi, tự quay phim, tự quay làm vlog. Mọi người thường thắc mắc là ai đi mà có thể quay phim cho Thế Anh, thì đa phần là Thế Anh tự quay. Thế Anh chỉ cần cầm một cái gimbal như vậy và Thế Anh đi khắp nơi. Rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho mình khi mà mình đi du lịch một mình. Và tiếp theo nữa là những cái hình của Thế Anh, thì Thế Anh thường quay bằng một chiếc máy Sony. Và một trong những cái dụng cụ mà Thế Anh đang gắn đây là một cái microphone ha. Để khi mà mình đi du lịch ngoài đường, mặc dù tiếng nó rất là ồn nhưng mà có thể giúp cho mình giữ được cái giọng của mình tốt. Tại vì Thế Anh nghĩ rằng khi mà quay phim á thì cái tiếng nói, âm thanh rất là quan trọng, giúp có thể giữ chân người xem đến coi video của mình hay không là do cái microphone này. Nên Thế Anh đi đâu cũng mang theo, tại vì nó rất là nhỏ gọn
mình chỉ cần cắm vào là mình có thể sử dụng rồi. Và khi mà đi du lịch đó thì Thi Anh thường mang những cuốn sách nè. Thi Anh thường rất là thích đọc những cuốn sách mà mang về ý nghĩa tích cực cho mình. Thì những cái cuốn sách như là 10 cách thay đổi cuộc sống của bạn, hay là một cuốn sách anh mới mua nè, 365 ngày ôm lấy chính mình. Thì anh thích đọc sách khi mà mình đi trên máy bay á, một cái thời gian di chuyển rất là dài, mà mình đọc những cuốn sách mà thay đổi tích cực về cái tâm trí của mình á, sẽ giúp cho bản thân của mình được gọi là giải trí giết thời gian, cũng như là tâm trí của mình trở nên positive hơn, tích cực hơn. Và một cái dụng cụ không thể thiếu của Thi Anh đó chính là thuốc nè. Thi Anh đi đâu Thi Anh cũng mang một cái lọ vitamin C. Giống như Thi Anh bị cảm bệnh nè, nhưng mà thường Thi Anh uống một cái vitamin C này trong 2-3 ngày thì cơ thể sẽ cảm thấy khỏe hơn. Vitamin C rất là quan trọng khi mà các bạn đi du lịch, mà những cái nơi địa điểm mà nóng như Hồng Kông nè, mình uống cái vitamin C này thì mình sẽ cảm thấy là mình không bị mất nước và mình tránh được bệnh tật, ăn đề kháng cho mình. Quan trọng nha các bạn nên đi mà mang theo cái này. Và dụng cụ cuối cùng Thi Anh mang đó chính là một cái chiếc đèn. Đây, chiếc đèn rất là đa công năng ha. Đây, cái chiếc đèn này vừa làm đèn soi đường khi mà mình đi đến những cái địa điểm du lịch cắm trại nè, những cái vùng sâu vùng xa thì tối đen nguy hiểm, thì cái đèn này giúp mình soi đường, cũng như là cái việc mà cái đèn này có thể hắt sáng giúp mình lên hình đẹp hơn. Thì đây là cái dụng cụ cũng không thể thiếu của Thế Anh. Những cái dụng cụ này Thế Anh luôn mang theo, tại vì nó vừa tạo cho Thế Anh có một cái nội dung tốt nè, hình ảnh đẹp nè, còn giữ cho việc là mình có an toàn cho bản thân. Thế Anh hy vọng là sau khi bạn xem video này thì bạn có thể bỏ túi cho mình những cái món đồ mà bạn nghĩ rằng sẽ là hữu ích, và để cho bạn một cái lời khuyên tốt để các bạn khi bạn đi du lịch nha. Cảm ơn khán giả của The Influencer đã theo dõi Sao Súng Sao cùng với Phan Thế Anh. Các bạn hãy theo dõi The Influencer và Sao Súng Sao trong những số tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.